Xin chào các em, rất vui gặp lại các em trong video ngày hôm nay. Như đã nói ở video trước, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành các câu lệnh bằng cách xây dựng một game trò chơi, cụ thể là game cá lớn nuốt cá bé. Hãy cùng nhau đăng nhập vào Scratch để bắt đầu bài học với cô nào. Để đăng nhập vào phần mềm Scratch, trước tiên các em hãy truy cập vào trang chủ scratch.mit.edu. Tại màn hình trang chủ, hãy nhấn nút đăng nhập. Tại đây, các em hãy điền tên và mật khẩu đăng nhập mà chúng ta đã tạo được từ bài đầu tiên cô hướng dẫn. Sau khi đăng nhập xong, hãy nhấn nút khởi tạo để bắt đầu dự án mới. Chúng ta sẽ đặt tên dự án của mình tại đây là cá lớn nuốt cá bé. Sau đó nhấn nút Enter. Đầu tiên, chúng ta biết tên dự án của chúng ta là cá lớn nuốt cá bé. Thế thì nhân vật của chúng ta sẽ phải là những chú cá đúng không nào? Thế thì hãy xóa đi hình ảnh chú mèo và thêm nhân vật mới là những chú cá. Để thêm nhân vật thì các em hãy nhấn vào nút hình chú mèo ở dưới và chọn một nhân vật. Ở đây có rất nhiều nhân vật hiện ra. Thế thì chúng ta sẽ chọn cá trong chủ đề động vật. Trước tiên chúng ta chọn một chú cá lớn. Hãy chọn một chú cá mập nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đã có một chú cá mập là chú cá lớn. Hãy chọn một chú cá bé. Chú cá này chúng ta sẽ đặt kích thước lại của nó là nhấn vào chú cá, đặt lại kích thước 60. Chú cá mập chúng ta đặt lại kích thước là 80. Chúng ta sẽ chọn phông nền. Vì là chúng ta chọn chủ đề cá lớn nuốt cá bé, cá sống ở dưới nước, thế nên chúng ta sẽ chọn phông nền ở dưới nước. Trong hai phông này, các em chọn phông nào cũng được, cô sẽ chọn phông thứ nhất. Đã sinh động hơn chưa nào? Ở đây chúng mình sẽ có hai nhân vật là hai chú cá. Ở trên một sân khấu có phông nền là đáy đại dương. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện các câu lệnh để điều khiển các chú cá đuổi bắt nhau ở trên phông nền này. Để làm được điều này, đầu tiên chúng ta phải tư duy hai chú cá đuổi bắt nhau, đuổi bắt thì nằm ở nhóm lệnh nào. Chúng ta sẽ để ý sang nhóm lệnh chuyển động đúng không nào? Hai chú cá sẽ thực hiện nhóm lệnh chuyển động. Thế thì khi nào mà chú cá sẽ chuyển động? Phải có một sự kiện nào đó để điều khiển chú cá chuyển động. Đúng không? Thế thì chúng ta sẽ chọn một sự kiện. Ở đây chúng ta có các sự kiện như là khi bấm vào lá cờ thì chú cá sẽ chuyển động. Hoặc khi bấm phím trắng này, mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên phải, mũi tên trái, một phím bất kỳ thì chú cá sẽ chuyển động. Hoặc là khi bấm vào nhân vật này, khi phông nền chuyển, vân vân. Thế thì ở đây chúng ta sẽ chọn là khi bấm vào hình lá cờ thì chú cá sẽ di chuyển. Di chuyển chúng ta sẽ chọn ở nhóm lệnh chuyển động. Di chuyển chúng ta sẽ cho chú di chuyển 10 bước. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thử bấm vào lá cờ và chú cá xem chú cá có di chuyển 10 bước không nhé. Đây, khi bấm vào lá cờ thì chú cá sẽ di chuyển 10 bước. Rồi. Thế nhưng mà chú cá con mà cứ di chuyển 10 bước như thế thì trông có buồn cười không? Rất là buồn cười đúng không? Thế thì chúng ta phải chọn một lệnh di chuyển khác. Chúng ta nhấn vào nút lệnh và chọn xóa khối.
chúng ta sẽ cho chú lệnh di chuyển là đi tới một vị trí ngẫu nhiên. Bấm lại lá cờ. Đấy, chú sẽ di chuyển đến một vị trí ngẫu nhiên. Thế nhưng mà chú cá con này có phải chú phải luôn luôn di chuyển, chứ chú không thể đứng một chỗ được, đúng không nào? Thế thì luôn luôn di chuyển thì chúng ta sẽ chọn nút điều khiển. Ở đây chúng ta có các cái điều khiển như là đợi một giây này, hoặc là lặp lại 10 lần một cái sự việc nào đó này, hoặc là cái sự việc đó sẽ liên tục diễn ra. Thế thì chú cá này của chúng ta sẽ luôn luôn di chuyển. Thế thì chúng ta sẽ chọn lệnh liên tục. Các em sẽ kéo và nhấn cái lệnh này. Đấy. Đấy, chú cá sẽ liên tục di chuyển đến tới một vị trí ngẫu nhiên. Bây giờ cô sẽ nhấn vào lá cờ. Ồ, có vẻ nhanh quá đúng không nào? Thế thì chúng ta sẽ nhấn vào nút màu đỏ này để dừng. Đi tới một vị trí ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ cho một cái thời gian trễ một chút, giả sử như là 0,25 giây. Chúng ta sẽ đợi. Khi đi mới một vị trí ngẫu nhiên, sẽ đợi 0,25 giây rồi lại di chuyển tiếp. Chúng ta thử. Ồ, đó. Không phải 25 giây có vẻ hơi nhanh cho một giây đi. Một giây thì cũng có vẻ là hơi chậm. Chúng ta phải chọn một cái thời gian hợp lý để chú cá di chuyển sao cho trông có vẻ như là rất thật. Không phải 2. 0,5. 0,3. Rồi, chúng ta chọn 0,3 giây vậy. Đây là chúng ta thực hiện các cái lệnh cho chú cá di chuyển ở trên sân khấu, đúng không nào? Nhấn nút đỏ để dừng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các cái lệnh để điều khiển cho chú cá mập. Thế thì chúng ta phải chọn lại nhân vật là chú cá mập bằng cách nhấn vào nhân vật. Các em để ý trong khung lệnh ở phía bên trên có hình chú cá mập, nghĩa là chúng ta đang thực hiện các lệnh cho chú cá mập. Nếu chúng ta nhấn vào nút có hình chú cá vàng này, đấy, thì sẽ là chúng ta thực hiện các cái lệnh để điều khiển chú cá vàng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lệnh để điều khiển chú cá mập. Thế thì chú cá mập này cũng sẽ di chuyển khi nào? Khi chúng ta có một sự kiện là khi chúng ta bấm vào nút lá cờ thì sẽ cho chú di chuyển. Di chuyển chúng ta sẽ dùng nhóm lệnh chuyển động. Trong nhóm lệnh chuyển động thì có rất nhiều lệnh. Lệnh có thể là cho chú cá mập của chúng ta di chuyển 10 bước, cho chú cá mập xoay theo chiều kim đồng hồ 15 độ hoặc 1 độ nhất định. 189 độ. Đó. Hoặc 189 độ, xin lỗi. Xoay 5 70 độ chẳng hạn. Đó. Hoặc là xoay theo chiều ngược kim đồng hồ. Hoặc là cho chú cá đi tới vị trí ngẫu nhiên, đi tới một điểm nhất định nào đó. Mỗi một lệnh là sẽ có một hiển thị khác nhau nhé. Thì chúng ta sẽ chọn là cho chú đi tới một vị trí ngẫu nhiên. Thế nhưng trong cái vị trí ngẫu nhiên này, chúng ta sẽ chọn đi theo con trỏ chuột. Có nghĩa là khi mà chúng ta di chuyển chuột là chú cá sẽ đi theo. Tuy nhiên chúng ta sẽ chọn một cái kiểu xoay để cho chú cá có thể xoay vòng là xoay phải và xoay trái.
cũng như là chú cá vàng, thì cái sự kiện mà chú cá mập này cũng sẽ diễn ra liên tục. Vì vậy chúng ta sẽ chọn một điều khiển là liên tục, liên tục. Chúng ta phải ghép các khối lệnh vào với nhau thì mới tạo thành một chương trình hoàn chỉnh. Bây giờ cô thử chạy chương trình để xem chú cá này sẽ di chuyển như thế nào. Đấy. Đấy. Chúng ta sẽ đi đuổi bắt chú cá vàng. Chú cá vàng của chúng ta di chuyển rất là ngẫu nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang tìm hiểu về mục thiết kế nhân vật. Chính là mục thứ hai. Các em sẽ nhấn vào phần trang phục. Ở đây chúng ta để ý chú cá sẽ có 4 loại. Đó là A, B, C và D. Như vậy, từ một nhân vật chú cá, chúng ta sẽ có hiển thị 4 dạng cá khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một chú cá. Các em sẽ nhấn chuột phải và chọn nhân bản. Vậy là chúng ta sẽ có thêm một chú cá vàng. Bây giờ chúng ta sẽ chọn thiết kế cho chú, là chú cá này sẽ chọn thiết kế màu xanh. Sau đó chúng ta chuyển về mục lệnh và viết lại lệnh điều khiển cho chú cá xanh này. Các em lưu ý, vì lúc nãy chúng ta chọn copy nhân bản từ chú cá vàng sang chú cá màu xanh, thế nên toàn bộ các cái lệnh mà điều khiển chú cá màu vàng sẽ được hiển thị trên khung lệnh của chú cá màu xanh. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không muốn chú cá đi tới vị trí ngẫu nhiên và đợi trong 0,3 giây nữa, mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số các cái lệnh điều khiển cho chú cá màu xanh này. Thế nên chúng ta sẽ xóa cái khối điều khiển chú cá màu vàng để viết lại lệnh điều khiển cho chú cá màu xanh. Tất nhiên là chú cá màu xanh của chúng ta vẫn cứ dẫn di chuyển liên tục trên sân khấu, thế nên chúng ta vẫn cứ sử dụng lại cái lệnh, cái điều khiển liên tục. Thế nhưng chúng ta không dùng lệnh đi tới một vị trí ngẫu nhiên nữa, mà chúng ta sẽ cho chú lướt đi trong một giây tới vị trí ngẫu nhiên để xem chú sẽ bơi như thế nào. Đấy, chú sẽ lướt đi trong một giây trong vị trí ngẫu nhiên. Nếu chúng ta dùng lệnh lướt đi trong một giây tới vị trí ngẫu nhiên thì chú cá di chuyển có vẻ như là thật hơn so với chú cá vàng, đúng không nào? Vì vậy chúng ta khi viết lệnh thì chúng ta sẽ chọn các cái lệnh để cho làm sao các cái chú cá hiển thị được một cách tự nhiên nhất. Như vậy thì chúng ta sẽ sửa lại lệnh cho chú cá vàng. Chú cá vàng chúng mình đặt là đi tới vị trí ngẫu nhiên, đợi trong 0,3 giây thì chú di chuyển trông rất là như là robot, đúng không nào? Thế nhưng mà sang chú cá màu xanh, chúng ta lựa chọn lệnh là lướt đi trong một giây tới vị trí ngẫu nhiên thì chú di chuyển rất là tự nhiên. Vì vậy chúng ta sẽ sửa lại lệnh cho chú cá này di chuyển giống như là chú cá màu xanh. Chúng ta đặt chuột vào khối và chọn xóa khối. Chúng ta chọn lại lệnh của chúng là lướt đi trong một giây tới vị trí ngẫu nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại chương trình xem hai chú cá của chúng ta sẽ di chuyển như thế nào. Đấy, trông rất là tự nhiên rồi đúng không? Tương tự như thế thì chúng ta có thể tạo thêm hai chú cá nữa. Vì sao? Vì trong thiết kế nhân vật của chúng ta, hình dạng chú cá có những 4 loại cá khác nhau, đúng không nào? Thế để đơn giản nhất thì chúng ta sẽ chọn nhân bản ra. Bây giờ chúng ta sẽ chọn lại màu sắc cho chú bằng cách nhấn vào nhân vật, sau đó chuyển sang phần trang phục và chọn màu sắc, chọn hình dạng. Đây, chú cá thứ 3 mình sẽ chọn màu dạng này, chú cá thứ 4 mình sẽ chọn dạng này và chuyển lại về lệnh cốt. Bây giờ chúng mình sẽ chạy lại chương trình
Đó, trên màn hình sân khấu đã có bốn chú cá bơi tung tăng rồi đúng không? Và xuất hiện một chú cá mập. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu được về phần thiết kế nhân vật và các lệnh di chuyển cho các chú cá. Trò chơi của chúng ta có tên là cá lớn nuốt cá bé. Vì vậy, chúng ta phải viết các cái sự kiện, các cái câu lệnh làm sao để khi mà chú cá mập đuổi bắt, chạm được vào chú cá, các cái chú cá thì các trường hợp nào sẽ xảy ra? Khi mà chú cá mập chạm được vào các cái chú cá thì các cái chú cá con sẽ biến mất và chú cá mập sẽ lớn lên. Vì vậy, chúng ta phải đi thực hiện các cái lệnh điều khiển cho từng nhân vật. Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện lệnh điều khiển cho chú cá mập. Làm thế nào để khi chạm được vào các cái chú cá con thì chú cá mập sẽ lớn lên? Chúng ta sẽ chọn lệnh là điều khiển này. Nếu thì, tức là nếu mà chú cá mập chạm được vào chú cá con thì chú cá mập sẽ lớn lên. Ta sẽ chọn là nếu và thì. Nếu thì chúng ta sẽ chọn nhóm lệnh cảm biến. Cảm biến chạm vào sẽ nằm trong nhóm lệnh cảm biến, có nghĩa là trong khi chú cá mập chạm được vào chú cá con. Chú cá thứ nhất là chạm được vào chú cá thì chú cá sẽ lớn lên. Lớn lên thì chúng ta sẽ thực hiện nhóm lệnh hiển thị. Nhóm lệnh hiển thị sẽ có là đặt kích thước một lượng 10%. Có nghĩa là chú sẽ lớn lên một lượng là 10. Tương tự như thế thì nếu mà chú sẽ chạm được vào chú cá thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng như thế đúng không nào? Thế thì chúng ta copy cái lệnh này. Nếu chạm được vào chú cá thứ hai cũng lên 10%. Tiếp tục nhân bản, nếu chú chạm được vào chú cá thứ ba thì chú cũng lớn lên một lượng 10. Tiếp tục, nếu chú chạm vào chú cá thứ tư, chú cũng lớn lên được một lượng là 10. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết lệnh cho các cái chú cá con. Nghĩa là khi mà chú cá mập chạm vào chú cá con thì chú cá con sẽ biến mất. Khi mà tương đương với lệnh nếu thì đúng không? Thế thì chúng ta sẽ chọn tiếp điều khiển. Nếu chạm vào thì chúng ta sẽ nằm trong nhóm lệnh cảm biến. Chạm vào. Đây, nếu mà chú chạm vào chú cá mập thì chú sẽ biến mất. Biến mất thì sẽ nhóm thuộc nhóm lệnh nào? Nhóm lệnh hiển thị. Đúng không nào? Hiển thị thì chúng ta biến mất thì chúng ta chọn lệnh ẩn. Rồi, tương tự như thế, đối với chú cá thứ hai, chọn điều khiển nếu thì nếu chọn cảm biến. Nếu chạm vào chú cá mập thì hiển thị ở đây là biến mất. Ẩn. Tương tự với chú cá thứ ba và thứ tư. Nếu chú chạm vào chú cá mập thì ẩn đi. Tiếp theo là chú thứ tư. Nếu thì điều khiển. Nếu thì nếu cảm biến
chạm vào chú cá mập thì biến mất. Bây giờ chúng ta chạy lại chương trình xem các cái lệnh của chúng ta đã được thực thi như thế nào. Chú cá mập chạm vào hai chú cá đã biến mất, chạm vào đấy, chú cá mập của chúng ta đã lớn lên rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về mục âm thanh. Làm thế nào để khi chúng ta bắt đầu trò chơi thì sẽ có nghe thấy tiếng sóng biển? Vì dưới đáy đại dương thì chúng ta sẽ có, liên quan đến đại dương thì chúng ta sẽ nghĩ đến tiếng sóng hoặc là tiếng nước đúng không nào? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn sang mục phông nền. Trong mục phông nền này chúng ta sẽ chọn tab âm thanh. Trong tab âm thanh thì chúng ta sẽ có thể chọn được là, hoặc là chúng ta sẽ chọn âm thanh sẵn có ở trong phần mềm. Tuy nhiên ở trong phần mềm này nó lại không có các cái âm thanh mà mình cần, thì có thể tự tải lên cái âm thanh từ máy tính, âm thanh mà mình thích ở dưới máy tính. Thì hiện tại cô có file âm thanh như này. Cô sẽ chọn file âm thanh tiếng sóng này. Sau đó cô chuyển sang phần code. Nghĩa là khi mà cô bấm vào phím lá cờ thì cái sân khấu này sẽ phát ra âm thanh là cái bài mà cô vừa chọn. Thì chúng ta sẽ chọn sự kiện là khi bấm vào hình lá cờ, chúng ta sẽ chọn sang tab âm thanh là phát âm thanh. Các em lưu ý là các cái lệnh phải kết nối với nhau. Nếu mình để sao như này thì là nó sẽ không có tác dụng, đúng không? Không có âm thanh đúng không? Thế nhưng mà khi chúng ta nối nó vào với nhau thì lệnh mới có tác dụng. Đấy, đã nghe thấy tiếng âm thanh chưa? Các em ơi, chúng mình đã mệt chưa? Nếu như mệt rồi thì chúng mình hãy nhấn vào mục tệp tin và lưu chương trình về máy tính, để bài học tiếp theo chúng mình sẽ tiếp tục nâng cấp chương trình này lên, biết cách sử dụng một câu lệnh để tạo ra một đàn cá, biết cách sử dụng các phép toán, các biến số để tạo nên điểm số cho trò chơi, biết cách tính người thắng, người thua, giúp cho trò chơi hấp dẫn hơn, đúng không nào? Hãy chờ đón những điều đó ở video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em.